Sáng ngày 7 tháng 3, đại diện Trung tâm Y tế quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã lấy mẫu xét nghiệm 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép tại một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng quận 1. Kết quả cho thấy tất cả đều âm tính lần một. Những người này đang cách ly tập trung tại bệnh viện Giả chiến Củ Chi và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm các lần tiếp theo trong những ngày tới. Khách sạn mà 35 người Trung Quốc từng ở đã được gỡ bỏ phong tỏa. Trước đó, chiều ngày 6 tháng 3, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép tại một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng. Lực lượng chức năng sau đó phun thuốc khử trùng, phong tỏa khách sạn, đồng thời xét nghiệm Covid-19 và đưa đi cách ly nhóm người này. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) sáng ngày 7 tháng 3 cho hay, thành phố tiếp tục triển khai tiếp nhận khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại sân bay, bến xe, ga tàu, nơi tập trung đông người, chợ, quán ăn, chùa tính từ ngày 17 tháng 2 đến nay, đã lấy 25.853 mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên tại các địa điểm nêu trên, trong đó 25.637 âm tính, 216 đang chờ kết quả.